Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày và phát lại vào 15 giờ chiều ngày hôm sau. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Vị Trạng Nguyên nổi tiếng bậc nhất sử Việt, làm rạng danh nước Nam giữa đất Trung Hoa. Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự tích, chiến công, thành bại của cả một dân tộc. Thế kỷ 21 hiện đại với quá nhiều thú vui và dục vọng, mấy ai còn lưu tâm đến những huy hoàng của quá khứ, những tinh hoa của cổ nhân hay những bài học sâu sắc từ ngàn xưa. Việt Nam 4.000 năm văn hiến với nhiều triều đại kiệt xuất, thấm đẫm văn hóa Phật, Đạo, Thần đã đem đến cho giải đất xinh đẹp này biết bao kỳ tích và truyền kỳ vẫn còn rọi sáng đến tận hôm nay. Chúng tôi tiến hành loạt bài về lịch sử Việt Nam, mong muốn đem đến cho quý thính giả một góc nhìn mới về sử Việt, chính là ôn cũ biết mới, ngẫm chuyện xưa nhìn chuyện nay để tự đúc rút cho mình những trải nghiệm riêng biệt. Lịch sử xưa nay luôn lưu danh một vị Trạng Nguyên nổi tiếng bậc nhất sử Việt, khó tìm được một vị quốc sĩ nào như ông. Không những nổi danh ở đất Việt mà còn mang chuông đi đánh xứ người, khiến cho ngoại bang phải nể phục. Cuộc đời ông giống như một hành trình phiêu lưu kỳ thú. Chúng ta đang nhắc đến Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi. Mạc Đĩnh Chi sinh năm 1280, mất năm 1346, tên tự là Tết Phu, hiệu là Tích Am, là một quan đại thần triều Trần, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Đĩnh Chi mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, hai mẹ con phải đi vào rừng sâu hái củi để kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, sự nghèo khó ấy càng mài giũa cho ý chí tự lập của Mạc Đĩnh Chi. Ông luôn nung nấu quyết tâm học hành thành tài để thay đổi vận mệnh, giúp sức cho đời. Gia cảnh tuy nghèo khó, nhưng mẹ ông vẫn nhịn ăn, nhịn mặc, chu cấp cho Đĩnh Chi ăn học đến nơi đến chốn. Cảm động tấm lòng của mẹ nên Mạc Đĩnh Chi rất ham học, không lúc nào ngơi đọc sách, nghiền ngẫm nghĩa sách, kể cả lúc gánh củi đi bán. Không có sách học thì mượn thầy, mượn bạn, Mạc Đĩnh Chi cố tìm học sách thánh hiền. Không có tiền mua nến, để đọc sách, Mạc Đĩnh Chi đốt củi, hết củi thì lấy lá rừng đốt lên mà học. Hoàn cảnh thật vô cùng gian khổ, nhưng ông không hề nản chí. Do có nghị lực phi thường, cộng với bản tính thông minh chắc việt, chẳng bao lâu Mạc Đĩnh Chi đã nổi tiếng là thần đồng nho học xứ Đông, tức Hải Dương ngày nay. Trời cũng chiều lòng người, nhất là người thành tâm hướng thiện và nhẫn chịu khó khăn không lời oán thán. Cuối cùng cơ hội cũng đến với ông. Lịch triều Hiến Chương Loại Chí có chép: Triều quốc vương Trần Ích Tắc mở học đường, tập hợp văn sĩ bốn phương, chu cấp cho ăn mặc, đào tạo nhiều nhân tài, trong đó có Mạc Đĩnh Chi. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng Ích Tắc là con thứ của Thượng Hoàng, thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời. Dù nghề vặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề gì không thông thạo, từng mở học đường ở bên Hữu Phủ Đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành tài như Mạc Đĩnh Chi ở Bàng Hà, Bùi Phóng ở Hồng Châu, vân vân, gồm 20 người, đều được dùng cho đời. Năm 1304, đời vua Trần An Tông, niên hiệu Hưng Long thứ 12, triều đình mở khóa thi cống sĩ, lấy 44 người đỗ thái học sinh, tức tiến sĩ ngày nay. Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng Nguyên, Bùi Mộ đỗ Bảng Nhãn, Trương Phóng đỗ Thám Hoa. Khi mới nhìn thấy dung mạo ông, nhà vua chê xấu, Mạc Đĩnh Chi bèn làm bài phú Ngọc Tình Liên, sen trong giếng ngọc, để tự ví mình với sen. Trong bài phú có đoạn: há rằng trống rỗng bất tài, thuyền quyến lắm kẻ lỡ thời thương thay. Nếu ta giữ mực thẳng ngay, mưa xa gió táp xem nay cũng thường. Vua Trần Anh Tông xem xong khen hay, bèn thăng ông làm thái học sinh dũng thủ, sùng chức nội thư gia. Sống một cuộc đời nghèo khó từ nhỏ, sau khi đỗ đạt hiển hách làm đại quan triều đình, rất nhiều người sẽ bị danh lợi cám dỗ mà bán rẻ lương tâm,
tham ô của công, không việc xấu nào không làm. Nhưng Mạc Đĩnh Chi là một trường hợp hoàn toàn khác. Ông chính thực là người đạo đức cao thượng, luôn sống rất trong sạch, một lòng nghĩ cho dân, cho nước. Một lần, vua Trần Minh Tông cho gọi viên quan nội thị đến nói nhỏ. Nghe nói các quan và dân chúng đều nói Mạc Đĩnh Chi là người liêm khiết, thẳng thắn lắm. Trẫm định thử xem có đúng như thế chăng? Nói đoạn, vua Minh Tông lấy 10 con tiền đặt vào tay viên quan nội thị, rồi ghé sát tai thì thầm to nhỏ. Viên quan nội thị tâu: thần sẽ làm đúng như ý bệ hạ sai bảo. Sáng ấy, Đĩnh Chi dậy sớm hơn thường lệ. Trời còn chưa sáng rõ, ông đã tập xong 2 bài quyền. Ông vươn người hít thở không khí trong lành của buổi sớm ban mai. Xong công việc thường lệ, ông lững thững vào nhà. Vừa bước lên bậc cửa, ông bỗng kêu lên kinh ngạc: ô kìa, tiền của ai đánh rơi mà nhiều thế kia? Ông nhặt lên đếm, vừa tròn 10 quan. Ông thầm nghĩ, thật kỳ quái, đêm qua không có ai lại chơi, sao có tiền rơi? Ông vội vã khăn áo chỉnh tề vào ý kiến nhà vua. Tâu bệ hạ, thần sáng nay có bắt được 10 quan tiền ở trước cửa nhà, hỏi khắp cả mà không ai nhận, thần xin trao lại để bệ hạ trả lại kẻ mất của. Vua Minh Tông mỉm cười gật đầu: không ai nhận tiền ấy thì ngươi cứ lấy mà dùng. Thưa bệ hạ, tiền này không ít, người mất của chắc xót xa lắm, nên tìm người trả lại thì hơn. Nhà ngươi yên tâm, cứ giữ lấy mà dùng, tiền thưởng lòng chính trực, liêm khiết của nhà ngươi đấy. Mạc Đĩnh Chi bấy giờ mới vỡ lẽ ra là nhà vua đã thử lòng mình. Ông tạ ơn rồi quay trở về. Do là trạng nguyên tài học cao nhất nước, nên Mạc Đĩnh Chi được cử đi sứ nhà Nguyên. Lúc này hai nước chỉ vừa trải qua hơn 20 năm hòa bình sau một cuộc chiến khốc liệt nên quan hệ khá căng thẳng. Người nào đỗ đạt trạng nguyên vào thời kỳ này phải có tài học tuyệt đỉnh của nho gia cũng như lòng dũng cảm phi thường của một võ tướng thì mới đảm đương được. Qua hàng loạt thử thách về bản lĩnh và cả dũng khí, ông đã được vua Nguyên phong làm lưỡng quốc trạng nguyên. Hãy xem Mạc Đĩnh Chi đã trải qua những thử thách nơi xứ người ra sao. Năm 1308, Mạc Đĩnh Chi nhận chiếu chỉ của vua Anh Tông đi sứ nhà Nguyên. Dạo ấy vào đầu mùa hạ, tuy trời ít mưa, nhưng đã mưa thì như đổ nước từ trên trời xuống. Đường xá, đồng ruộng, nước trắng băng một màu, việc đi lại gặp trở ngại lớn. Vì vậy, đoàn sứ bộ đến quan ải chậm mất 2 ngày. Quan coi ải một mực không cho qua. Mạc Đĩnh Chi giận lắm, toan quay trở về, nhưng nghĩ đến lệnh vua mà mình gánh vác chưa chọn nên nán lại xin đi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, viên quan coi ải nói: nghe nói ngài là người có tài văn chương, tài ấy sao không sử dụng lúc này? Bây giờ tôi ra một vế câu đối, nếu đối thông suốt sẽ mở cửa ải, bằng không xin mời ngài quay lại. Yên lặng giây lát, viên quan nọ hí hửng ra đối: quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan. Nghĩa là đến cửa ải chậm, người coi cửa đóng cửa không cho khách qua. Không cần suy nghĩ lâu, Mạc Đĩnh Chi đối ngay: xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối. Nghĩa là ra đối thì dễ, đối lại thì khó, mời tiên sinh đối trước. Quan coi ải vái ông 2 vái, tỏ ý phục tài rồi mở cửa cho đi. Trong Việt Sự Giai Thoại, Nguyễn Khắc Thuần có kể lại một câu chuyện như sau. Khi sang đến Trung Hoa, Mạc Đĩnh Chi thấp bé nên người Nguyên tỏ vẻ khinh thường ông. Một hôm, viên tể tướng mời ông vào phủ cho cùng ngồi. Lúc ấy đang hồi tháng 5, tháng 6, trong phủ có treo bức chướng mỏng, trên theo hình con chim sẻ vàng đậu cảnh trúc. Đĩnh Chi vờ làm như mình nhầm tưởng là chim sẻ thật rồi chạy lên mắt. Người Nguyên thấy vậy cười ồ, cho là người phương xa thô bỉ quê mùa. Bất thình lình, Đĩnh Chi kéo bức chướng xuống, xé đi. Mọi người lấy làm lạ, hỏi tại sao. Đĩnh Chi đáp rằng: tôi nghe người xưa vẽ cảnh mai và chim sẻ, chứ chưa hề thấy vẽ chim sẻ đậu cảnh trúc bao giờ. Nay, bức chướng của tể tướng lại có hình chim sẻ đậu cảnh trúc.
trúc là biểu tượng của bậc quân tử, chim sẻ là biểu tượng của kẻ tiểu nhân. Tể tướng làm như vậy là để tiểu nhân trên quân tử, sợ rằng đạo của kẻ tiểu nhân sẽ mạnh, đạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu nhân vậy. Mọi người nghe vậy đều phục tài ông. Khi đến Yên Kinh, tức Bắc Kinh ngày nay, thấy Mạc Đĩnh Chi người thấp bé, người Nguyên lại tỏ ý khinh khi. Trong buổi tiếp kiến đầu tiên, người triều Nguyên đã ra câu đối: Nhật hỏa vân yên, bạch đán thiêu tàn ngọc thố. Nghĩa là mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày thiêu cháy vầng trăng. Hàm ý là đại quốc đủ sức đốt cháy nước nhỏ. Mạc Đĩnh Chi đã đối lại: Nguyệt cung tinh đan, hoàng hôn xạ lạc kim ô. Nghĩa là trăng là cung, sao là đạn, chiều tới bắn rụng mặt trời. Lời đối khiến Vu Nguyên rất bất ngờ, bàng hoàng, nhưng phải thừa nhận là đối rất chuẩn, rất hay, lại còn có chí khí anh hùng. Từ đó, vua quan nhà Nguyên mới nhìn vị sứ giả thấp bé, xấu xí này bằng một con mắt khác, không còn có ý coi thường nữa. Việt sử Tiêu Án của Ngô Thị Sĩ còn kể lại một câu chuyện như thế này. Trong thời gian đoàn sứ bộ của Mạc Đĩnh Chi lưu lại ở Yên Kinh, có một công chúa nhà Nguyên chết. Mạc Đĩnh Chi được cử ra đọc văn tế. Để thử tài ông, quan bộ lễ trao cho ông trang giấy chỉ có 4 chữ nhất. Dù khá bất ngờ trước tình thế hiểm nghèo đó, ông vẫn rất bình tĩnh ứng khẩu đọc: Thanh thiên nhất đoá vân, hồng lô nhất điểm tuyết, thượng uyển nhất chi hoa, giao trì nhất phiến nguyệt. Y vân tán, tuyết tiêu, hòa tàn, nguyệt khuyết. Dịch nghĩa: một đám mây trên trời xanh, một bông tuyết trong lò lửa đỏ, một nhình hoa trong vườn thượng uyển, một vầng trăng giao trì. Ôi, mây tán, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết. Ý rằng trên trời có một đám mây, trong lò lửa có một bông tuyết, trong vườn hoa có một nhành hoa, trong hồ nước có một mặt trăng. Than ôi, mây tan hết, tuyết tan rồi, hoa tàn héo, trăng không tròn. Ai nấy nghe đều thương tâm, nhỏ lệ, lại phục tài sứ giả nước Nam. Trong số các sứ thần cùng sang nhà Nguyên thì sứ thần Cao Ly và Việt Nam là có quan hệ với nhau thân thiết hơn cả. Cũng vì một số danh tướng nhà Lý đã tị nạn và phục vụ đắc lực cho Cao Ly như Lý Nghĩ Mẫn và hoàng tử Lý Long Tường nên hai nước quan hệ rất hữu hảo. Chuyện kể rằng một bữa, nhân có người dâng quạt lên, Vu Nguyên đã yêu cầu sứ thần Đại Việt và sứ thần Cao Ly đề thơ. Bài thơ của Mạc Đĩnh Chi làm xong trước, ý sắc nét, Vu Nguyên xem xong cứ gật gù khen ngợi. Vu Nguyên cảm phục tài và đức của Mạc Đĩnh Chi, rồi đích thân phong Mạc Đĩnh Chi là lưỡng quốc Trạng Nguyên, tức Trạng Nguyên hai nước. Bài đối đáp của Mạc Đĩnh Chi đã khiến cho Trạng Nguyên nước bạn phải nề phục. Sau buổi thi tài, hai nước đã kết giao và trở thành tri kỷ. Trạng Nguyên Cao Ly có lời mời Mạc Đĩnh Chi đến thăm nước mình. Mạc Đĩnh Chi vui vẻ nhận lời và đã ở lại Cao Ly 4 tháng. Cũng trong thời gian này, Trạng Nguyên nước Cao Ly đã mai mối cháu gái làm thiếp cho Đĩnh Chi. Sau đó, Mạc Đĩnh Chi dẫn theo người thiếp về đến Trung Quốc, ở xứ mấy năm thì sinh con. Khoảng chục năm sau đó, Mạc Đĩnh Chi lại đến Cao Ly lần nữa. Ông đã đi chu du khắp nơi, đến đâu cũng được ngưỡng mộ và kính trọng. Lúc đó, vợ ông tiếp tục mang thai, sinh một bé trai. Khi ông về nước, vợ ông đã ở lại Cao Ly, tần tảo nuôi nấng các con khôn lớn, rồi dựng vợ, gả chồng. Bà thường ở với người con trai út. Cuối đời, bà từ biệt con cháu, đi vào chùa, hưởng thọ 93 tuổi. Con cháu của Mạc Đĩnh Chi ở Cao Ly cũng rất tài giỏi và đỗ đạt cao. Theo như lời kể của hậu duệ đời thứ 20 của họ Mạc ở Cao Ly, người con trai của Mạc Đĩnh Chi làm quan võ, sinh được 12 người con, gồm 8 trai, 4 gái. Ngành trường phần đông đều là thương nhân giàu có. Ngành thứ sau này sinh ra nhiều nhân tài có những đóng góp nhất định cho lịch sử văn hóa Cao Ly. Sau này, họ phát hiện ra rằng nguồn gốc của họ ở nước Việt. Vậy suốt nhiều thế kỷ sau, con cháu dòng họ Mạc ở Cao Ly
vẫn thường xuyên tìm về cội nguồn. Có bài thơ rằng: sông Đằng một dài dài ghê, sóng Hồng cuồn cuộn tuôn về biển Đông. Những người bất nghĩa tiêu vong, nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh. Bạch Đằng Giang Phú, Trường Hán Siêu. Trung Hoa và Việt Nam đều chịu ảnh hưởng Nho gia rất sâu sắc. Nhà Nguyên chiếm Trung Hoa trên lưng ngựa, tự xưng là thiên triều, nhưng bản thân họ lại không hiểu văn hóa truyền thống Trung Hoa, vốn dĩ đề cao đạo đức, văn trị hơn là dùng võ lực. Người Nguyên ỷ vào vũ lực và thể hình nên khinh khi Trả Nguyên Việt Nam vốn thấp bé. Thế nhưng Mạc Đĩnh Chi với tài trí, lực học hơn người đã chứng minh cho họ thấy bề dày văn hóa nước Đại Việt ta. Giữ đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh, vậy mà một nhà nho nhỏ bé dám xé trướng và đòi bắn rụng mặt trời, há có phải chuyện tầm thường? Cái uy thế, sức mạnh của Đại Nguyên kia rồi thì cũng sẽ đi xuống và bị bắn hạ. Chỉ có đạo đức thánh hiền và những gì chân chính mới tồn tại và được ca tụng ngàn đời. Cái dũng của Mạc Đĩnh Chi nào phải của kẻ thất phu, mà chính là của một nhà nho chân chính. Một người đạo đức cao thượng như vậy, chân chính như vậy, nên cũng không lạ khi con cháu ông nhiều đời sau vẫn vinh hòa phú quý và đóng góp to lớn cho xã hội.